đây là chiến lợi phẩm thuốc nhành từ nhỏ nha. Trời ơi, hai buồng dừa là chiếm hết luôn cái cốp xe luôn rồi. Kỷ niệm. Mà mọi người xem clip hái dừa nha, thu hoạch dừa nha. Quá quải một cái buồng dừa kìa, quá chị khỏe luôn à. Nông dân miền Tây sông nước. Mở rộng ra nữa mà không có vốn coi. Đây đi coi vàng đốm dừa nha. Vườn của nhà anh Tư nhỏ. Đu đủ dừa chuối là ba loại cây thường xuyên thấy ở đây miền Tây sông nước. Cái cây thang nào kia? Ồ, bên này trồng cái gì đây nè? Ủa, mình bao cái bọc ni lông ở dưới này làm gì anh Tư? Màng phủ. À, nước vô cái bông sớm hả? Dạ, nước vô nó không có vào bông. À. Ồ, cũng là nước vô không có bông. Nước mưa xuống lúc này mưa quá thì mưa đúng không? Ừ. Khoai mì, chuối, chuối là nhiều, cái dừa ăn cải, mía, chôm chôm, mít, trồng xen kẽ rau để ăn, rau bồ ngót, còn khóm dứa nữa nè, là bụi khóm bụi dứa gì đây nè, đất phù sa rất là tốt luôn. Vườn chôm chôm, nhà anh Tư nhỏ là vườn chôm chôm, vườn dừa chuối này kia là lặt vặt thêm thôi chứ không có bán, chủ yếu là chôm chôm. À, coi nhà, coi người người dân miền Tây đóng dừa nha, cây này cũng lùn không cao lắm ha, cũng được ha. Trời ơi, vườn dừa đây quá ngon luôn nè, quá dừa ăn luôn nè. Ừ. Dừa này là dừa gì anh Tư? Dừa xem hả? Dừa này là xiêm xanh. À, xiêm xanh. Ôi ôi. Phăng phắc luôn nè. Này là con anh Sáu phải không anh Tư? Phải không? Dạ. Con này nè. Dạ. Con anh Sáu. Chưa vợ đó phải không? Nè. Có trên kia không? Sao làm ở dưới này mới mới tiện hơn chứ. Ờ, khéo khéo nha. Những cái con nè. Con mương dẫn nước, lục bình. Ồ, cam đó nè. Một chiếc cam. Cam này mình trồng ăn hay mình bán luôn vậy anh ha? Trồng ăn hả? Mấy cây dương sĩ, mấy cây thực vật từ xa xưa. Ngọc cây hết. Rau chai. Với lại cây cái tím tím này là cái cây gì quên tên rồi ta? Gọi là cây thuốc nổ. Bỏ xuống nước cái trái nổ hết tách. Ở trên thì sáng xuống. Đó. Cắt dừa nha. Đất cộng dày, đất cao lên. Nhà cũng số không được rồi. Cứ chặt là cộng nó sập xuống cái đất cộng dày. Coi chừng nha, coi chừng. Từ từ thôi. À, cảnh đốm dừa. Dạ. Không có trái uống thế nào không cái gì hết. Ồ, dừa này dừa ăn quá à. Cây bên này cũng đang cũng có những buồn cũng sai, mấy cái dừa này cũng sai trái. Chuẩn bị được ra sắp rụng rồi đó. Tài xế bây giờ đâu có dám uống. Giờ uống nước suối không à. 40 mấy triệu đó. Ba mấy à? Quá trời luôn.
Bữa hôm cô Tư có đi coi cái tai nạn ở Cần Thơ không? Không, trời ơi đâu có đâu có hiếu kỳ dữ vậy. Bạn nó đi ăn kết, nó chụp hình nó gửi về cho con nè. Cháu xuống đi con. Tại vì ba thằng nằm đống, thằng đứt cái đầu rồi ra chừng cân thước vậy đó. Ừ, bạn con nó làm công an giao thông á, rồi nó chụp hình nó gửi về cho con. Cái dây là đứt một cọng rồi nè nha. Không có phải giặt đứt mà đứt sẵn. Đứt sẵn, dây nó mục sẵn rồi. Hy vọng là cái dây nó trụ được cái bồn dừa này. Đứt hết con dây luôn. Ê, cái tàu dừa đó cũng ngã, hay là chặt cái tàu dừa đi rồi cái bồn dừa nó rụng xuống. Xuống đây để anh lên cho. Cái cọng dây nó đứt sẵn đó, cho không sao, không sao. Thực hành. Rồi nha, Nhàn ra tay nha, coi clip của Nhàn nha. Trời ơi, quá đẹp luôn. Quá đẹp. Một bồn dừa đã. Chút bồn bẫy luôn không? Đúng không? Xong. Cái dừa này, cái dừa nấy dừa độ ăn dễ sợ luôn ha anh Tư ha. Nắm giật, cái đó anh còn có giật cái con ơi. Đây là một trải nghiệm đó. Rồi, chuẩn bị xem cảnh đốn bùa dừa thứ hai nữa nha. Rồi bây giờ đến mang đen máy uống ly cà phê bình thường mình đây 40.000. Còn uống ly phê sữa đá thì 50.000. Bùa dừa thứ hai. Để con không khai cái chép nè, chứ tôi vô coi còn không. Coi còn không, nó bay mất đi mất tiêu hả? Khoảng dây tí rồi. Trời ơi, quá chuyên nghiệp luôn. Có mấy dao mà nó rớt cái bùn dừa luôn nè. Quá trời giỏi luôn. Bùn dừa thứ hai. Quá đã, quá sai luôn. Rồi, kỷ niệm đến vườn nhà anh Tư nhỏ xem cảnh đống dừa. Chúc mọi người vui vẻ nha. Nước dừa ngã bảy phần. Ôi trời ơi, không có đổ ly vô uống luôn vậy đó hả? Trời ơi, chai luôn. Ngọt không? Ngọt không? Nguồn ngon không? Nguồn. Nước dừa.